Good evening, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà. Bây giờ Ngọc Ánh sẽ nấu cái món gì? Rất là hấp dẫn và lạ luôn nè. Bảo đảm có nhiều người mình nó chưa bao giờ nghe cái món này và cũng có người thì cũng chưa có ăn cái món này. Nhưng mà Ngọc Ánh lần đầu tiên được ăn cách đây cũng gần 20 năm rồi. Lúc đó dì của Ngọc Ánh thì thích nấu đồ Tây. Có một người dì rất thích nấu đồ Tây, đồ Pháp. Thì nấu cho Ngọc Ánh ăn cái món này gọi là gà nấu nấm mà nó theo cái kiểu ragu á. Ragu thì thay vì mình nấu ragu thì ai cũng biết nấu, người Việt Nam mình ăn ragu rất là nhiều, món đó của Tây ha. Nhưng mà bữa nay Ngọc Ánh sẽ nấu với gà nấu nấm rơm. Hôm hôm qua đi Food Max á, thấy cái nấm rơm nó ngon quá chịu không có nổi luôn. Nhìn thấy cái nấm rơm á, nó tròn mà nó to như vậy nè, thấy chưa? Ôi ú luôn nè, dễ thương chưa? Nhìn như vậy sao chịu nổi được nó. Nhìn vậy là xúc động quá, xúc động quá, xúc động cái cho nên nghĩ ra cái món mình sẽ nấu gà nấu nấm rơm. Cái trái nấm này nó to to ù, cái nấm này mà làm nấm nhồi thịt ha, còn còn không là nấm đúc lò theo kiểu mà mấy cái nhà hàng Tây người ta cũng hay làm đó. Quá ngon ha. Cái nấm rơm bên Mỹ nó to đùng vậy đó. Nấm này trong Food Max bán. Cái nấm rơm nó còn mắc hơn thịt gà nữa. Thịt gà chưa tới 1 đồng 1 pound ha, mà nấm rơm 3,50 đồng 1 pound. Ăn cái nấm rơm á nó gấp 4 lần cái thịt gà. Ngọc Ánh ướp gà hết rồi ngày hôm qua, ướp tỏi, hành, tiêu, xí muối, xí đường, xí bột ngọt, ướp qua đêm nó thấm rồi. Nấm rơm thì Ngọc Ánh cắt sẵn, còn cái đó thì để nguyên cái để cho nó đẹp, mình có ngò rí để trang trí lên ha. Mình có Ngọc Ánh dùng bơ, tại cái món này có món của Tây nên Ngọc Ánh không có dùng dầu ăn để nấu, mình dùng bơ cho nó thơm. Mà mình không có bơ thẻ trong cái từng thẻ của cái loại bơ kia nên đánh dùng bơ thùng. Củ hành tây á mình không sắc muối cam kiểu mà hình sợi dài khi mình xào. Ngọc Ánh bổ cái củ hành tây tròn ra xong rồi thì cũng cắt muối, nhưng mà cắt cái khoanh to theo cái lối nấu cà ri và nấu bò kho và ragu. Cái sốt cà chua này hồi nãy Ngọc Ánh bầm cà chua tươi á cũng 3 4 trái gì đó, rồi cộng thêm cái cà chua sauce nè. Mình không có cái base nên ở nhà còn gì mình xài đó, tomato sauce. Thì Ngọc Ánh xào lên cho nó săn nêm nếm rồi hết làm cái sauce sẵn. Rồi mình nấu thì mình sẽ dùng nước dừa mình nấu ha. Cái này dừa châu Âu cộng thêm châu Đốc. Thay vì mình nấu bằng nước lạnh đó, thì nó sẽ không có ngon cho cái nồi nước lèo của mình. Nên Ngọc Ánh đun bằng nước dừa cho nó sôi lên đi. Mình vừa xào thịt nóng xong rồi là mình đổ vô cái nồi nước này rồi á, thì cái thịt của mình nó sẽ rất là ngon. Khi mình đang xào ở cái nhiệt độ nóng, cái miếng thịt của mình nó đang săn lại mà mình để nó vô bằng nước lạnh á là cái thịt của mình nó sẽ bị bở. Cho nên khi mình nấu á mình phải cẩn thận cái giai đoạn này. Mà mình châm nước á mình cũng phải châm vô từ từ nước sôi nó cùng một cái nhiệt độ thì nó mới ngon. Còn nếu mà mình châm nó vô nước lạnh là thịt bị bở liền, đó là bí quyết. Cà rốt. Cái món này thì Ngọc Ánh chế thêm có cà rốt ha, lẽ ra không có cà rốt nhưng mà tại vì mình rất thích cà rốt cho con mắt nó tốt cho các con nên sáng nay cũng điệu điệu nè, cắt được ra hình đó, bây giờ xong rồi. Phi củ hành tím vô cho nó thơm. Mình xào bơ thì cái thịt của mình nó sẽ ra rất là thơm. Mình xào dầu thì nó ra cái mùi thơm kiểu khác, bơ nó ra cái mùi thơm kiểu khác. Khi mình khui đồ hộp á, cẩn thận không có bao giờ mà mình khui cho cái miếng này mà nó ra hết 100% ha, rủi mà nó rớt xuống á, cái này nó bén có thể là đứt cái ngón tay mình luôn. Thành ra cứ khui cái kiểu này là nó còn dính toàn ten lại như vậy nè thì tay mình sẽ không có bị đứt. Khui mấy cái đồ hộp thấy vậy mà rất là nguy hiểm, không cẩn thận là ở trong bếp thì chứ đủ thứ chuyện lặt vặt phải để ý. Mấy chị có kinh nghiệm rồi thì không sao, mấy em nhỏ nhỏ mà sau này coi lại cái clip thì để ý. Mình gấp mình bỏ nó vô từ từ, dầu nó đang sôi mà mình đổ nó vô một cái rầm á là nó văng tùm la hết. Mình gấp nó từ từ chậm mà chắc. Bỏ lửa lớn ha, maximum luôn. Này mình nấu này mình không có làm cái miếng thịt nó nhỏ quá ha, nhỏ quá nó vụng lắm. Mình làm vậy nè, nấu lên rồi gấp vô tô ăn nó vẫn ngon. Cái này ai thích nấu gà đi bộ, gà tươi thì nấu, nhưng mà mấy đứa con nít ở bên này á nó không có thích ăn cái gà đi bộ lắm đâu, tại gà đi bộ á thường thường nó dai mà nó cũng xương nhiều không có thịt. Nên tụi nhỏ nó cũng không có cần thiết phải ăn cái thứ đó. Còn cái gà đi bộ để dành mình nấu làm gỏi cháo gà hay là gà xé phai đồ đó
thì mấy cái món của Việt Nam mình cơm gà rồi đó, thì mình làm gà đi bộ nó ngon hơn. Nhưng mà nấu cái này thì thịt nó mềm nó nhanh, mình nấu kiểu này mấy nít nó ăn dễ hơn, thích hơn. Ăn chưa? Đó, mình xào lên dầu xào cho nó rút vô, tại mình đã ướp qua đêm rồi, nó nằm trong tủ lạnh rồi, rất là ngon. Mình xào như vậy. Gà thì cũng phải 40 phút thịt nó mới chín. Dặn không? Cái này có 4 cái kho đờ lách thôi chứ không có nhiều. Đủ cả nhà nhỏ nhỏ chừng 5 người đổ lại thì mình nấu vậy ăn rất là gọn. Lâu lắm rồi Ngọc Ánh không có nấu ragu. Mấy đứa nhỏ nó cũng thích ăn ragu, nhưng mà bữa nay tại mình thấy nấm nó ngon nên mình chuyển sang gà nấu nấm, không nấu ragu. Bữa nào mình sẽ nấu ragu. Ragu thì quá dễ rồi ha, nó rất là simple. Ragu, cà ri rồi. Tụi nhỏ nó ăn cơm biết nó cũng chán, mình phải nấu món này món kia. Mà nó ăn hoài một món nó cũng không chịu nữa. Sáng món chịu món. Ở nhà mà có mẹ nấu ăn cho là sướng nhất đời rồi ha. Đi về mỗi ngày là ăn đồ ăn fresh không. Đây cái nồi nước lèo của mình đây. Nước dừa nè, nó đun nó sôi. Mình không có cần phải để hết nước dừa, 100% mình có thể pha nước dừa phân nửa với lại nước lạnh phân nửa. Không cần thiết, nếu mà có nước dừa xiêm nhiều thì mình bỏ vậy thì nó rất là ngon, tuyệt của mèo rồi. Nấu mà bằng nước dừa thì thôi là thượng hảo hạng top of the line luôn á, không có đối thủ luôn á. Nhưng mà ở ngoài nhà hàng thì người ta kinh doanh mà, mình phải thông cảm. Cái gì mà mình cũng đòi thượng hảo hạng thì cái giá thành nó sẽ lên rất là mắc. Và đôi khi mà bán một cái món đồ mắc quá thì sẽ kiếm được cái khách hàng ăn nó cũng rất là khó. Còn ở nhà mình nấu ăn thì mình mua vật liệu mình không có tiếc gì hết á. Ở Mỹ này cái đồ ăn cái giá thành thì không có sợ, mà sợ nhất là cái tiền công á. Cái tiền công labor ở Mỹ nó có thể mắc gấp 5 lần cái đồ ăn luôn á. Thành ra nấu là thịt cái công gấp 4, gấp 5 lần là chuyện bình thường, tùy theo mình ở cái vùng nào. Đồ ăn thì rẻ mà cực cái công. Ở những cái thành phố giống như Bắc Cali, San Jose này thì mấy chị rành quá rồi ha, nó quá mắc mỏ. Mình đi ăn một tô phở hay một dĩa cơm hay một tô bún bò, bún riêu gì bây giờ cũng vậy, độ chừng 15-16 đồng ha. Nhiều khi vô ăn có bữa ăn trưa thôi, hai người uống hai ly nước trà sữa rồi ăn hai dĩa cơm tấm thôi, tip thuế luôn 45 đồng, chuyện rất là bình thường. Hiện nay cái đời sống ở đây nó đã lên quá mắc mỏ rồi. Mấy bà mẹ ở nhà nấu ăn cho con đó là coi như tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Cái tiền đồ ăn mà ăn đồ món không à. Còn nếu mà ăn simple meal thì dễ lắm, không có mất nhiều thời giờ. Thì đi làm á, mình đi làm thì mình bận, thì mình hàng ngày mình chỉ nấu ăn simple meal thôi, cuối tuần mình mới nấu đồ ăn mấy cái món cầu kỳ một tí. Còn bây giờ thì trong cái giai đoạn hơi được rảnh thì mình không có chạy tới chạy lui đưa rước con đi học. Trong cái năm 2020 này, năm nay sẽ là năm lịch sử, nên có nhiều thời giờ chơi với con, làm việc nhà, trồng rau, làm vườn, rồi phát huy kỹ năng nhà bếp. Nhờ có cái YouTube này á, mình muốn nấu cái gì mình lên mình học hỏi. Rất là nhiều người trên YouTube dạy rất là thiệt tình ha. Thành ra mình cũng học từ người này người kia, rồi trong gia đình ông bà cha mẹ cậu gì đồ đó, rồi bạn bè tiệc tùng, thấy mình đi đến đâu cái mình thấy người ta nấu cái gì ngon thì mình học hỏi, rồi lên đọc sách, rồi lên cooking show. Rất là nhiều người YouTuber ở toàn cầu luôn. Rồi những cái món ăn mà gia đình thì từ nhỏ đến lớn mẹ đã dạy rồi, bà nội bà ngoại mấy dì mấy mợ đồ quen rồi, mà mình cũng học được rất khá nhiều rồi. Rồi đi ra ngoài mình ăn đồ ăn ở đây, ở Mỹ bây giờ đồ ăn ba miền rất là nhiều. Và nhà hàng ở đây thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà một số tiệm mở thì mình cũng đi ăn ủng hộ. Tại vì mình cũng đi làm, mình cũng cực quá, đâu có thể nào mà mình nấu suốt mỗi ngày đâu. Nên khi mình đi làm mình thông thả thì mình phải đi ăn ủng hộ để giúp kinh tế cho nhà hàng, người ta có cái business. Còn lúc nào mình rảnh tay thì mình
mình trở về căn bếp mình nấu cho chồng, cho con, cho bạn bè, cho gia đình của mình. Chứ không có cần phải ôm đờm mà bất cứ chuyện gì cũng phải tự tay nấu hết A to Z ha. Rồi có những cái dịch vụ là catering á, đôi khi mình bận quá mình điện thoại. Những người ta nấu ở nhà nhiều món rất là giỏi, mình có thể điện thoại mình catering. Nó cũng đỡ cái stress. Chứ không có nhất thiết là mình phải housewife 100% mà mình suốt ngày phải vùi đầu trong bếp. Rồi ngày nào cũng phải nấu ngày ba bữa, không có ha. Lúc mà đi làm full time hai vợ chồng rồi á, là có bữa mình mua đồ ăn trong Costco nấu sẵn, về mình bỏ vô tủ đá. Có bữa mình bỏ tủ lạnh thường. Rồi có bữa mình điện thoại đồ ăn nhà hàng pick up to go về mình ăn. Có bữa mình catering. Có bữa mình ăn simple meal. Thành ra kiểu nào cũng được hết. Tùy lúc, tùy nơi và tùy hoàn cảnh. Không có gì căng thẳng hết á. Khi mà đi làm full time hết thì cuối tuần về thì mình chỉ nấu một món hoặc hai món trong một tuần thôi. Còn rảnh như vậy á, thì tâm hồn nó rảnh rỗi thì thông thả, mạnh khỏe, vui vẻ thì mình mỗi ngày nấu một món. Đôi khi thứ sáu mình nấu hơi nhiều hơn mấy ngày thường, là đôi khi ngày thứ bảy chủ nhật mình đi chơi thì mình làm vậy thì mình có thể nghỉ xả hơi ngày thứ bảy, mình không cần phải nấu nữa. Mà chủ nhật thì mình lo cái đời sống tâm linh ha. Ai có tôn giáo nào thì họ cần phải có cái sự yên tĩnh ha, lo cái đời sống tâm linh nữa, chứ không phải chỉ có lo ăn cái phần thân xác rồi lo đi kiếm tiền không, nó cũng rã rời đó. Người có bên Công giáo Tin lành thì họ nghỉ ngơi, họ đi nhà thờ. Còn những người bên Phật giáo thì họ cũng phải tịnh tâm. Thành ra mình một tuần có 7 ngày ha, mình ráng đi làm với đi học 5 ngày. Rồi một ngày mình dành ra mình chơi với gia đình, với bạn bè, để đầu óc mình nó đỡ căng thẳng. Rồi một ngày còn lại thì mình lo cái đời sống tâm linh của mình. Ai đạo gì thì đó cứ là cũng tốt cho cái đời sống của mình, nó quân bình lại. Chứ mà mình đi làm một tuần 7 ngày là mình rã xác luôn đó. Mà mình cắm đầu mình đi làm hoài rồi cũng thế thôi à, tất cả cũng chỉ là hư không. Cần phải tịnh tâm dưỡng sức và phải có một ngày nạp lại năng lượng, vui chơi với bạn bè làng xóm vui. Không có làm 7 ngày nha, làm 7 ngày là mệt lắm đó. Mỗi ngày xong rồi nhiều khi nó vô đầu này nó ra đầu kia, rồi cũng giống như là cái túi lủng thôi, từ trên lọt xuống hết trơn, vô tay trái ra tay phải, vô tay phải ra tay trái, nên rốt cuộc cũng hư không thôi. Thành ra dành thời giờ chơi với con, với chồng, với bạn, với bè, với cha, với mẹ, với anh, với em gì đó, rồi ít nhất cũng phải 4 tiếng một tuần mình phải có một cái mini break. Còn cái vacation hay long weekend là cái chuyện đó là lâu lâu mình sẽ có. Còn mỗi tuần là mình phải nạp năng lượng, ít nhất là phải có một bữa ăn gia đình. Có nhiều người ở Mỹ này rất là bận rộn, trong một tuần lễ á, nhiều khi vợ chồng con cái không có cùng được một bữa ăn với nhau. Tại vì có người đi làm ca nhất, có người ca nhì, ca ba, tùy theo công việc của mỗi người ha. Không phải ai cũng đi làm là đúng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều về. Có người thì họ làm việc văn phòng, có người làm work from home, có người làm y tá, bệnh viện. Cái múi giờ của họ nó rối tung lên hết à. Rồi trong một gia đình nó nhiều khi tùy theo công việc và cái trách nhiệm của mỗi người. Người ta đi làm ca nhì, ca ba thì làm sao mà hai vợ chồng gặp nhau cùng bữa ăn, rồi con cái nó cũng đâu gặp cha mẹ đâu. Thành ra làm gì làm gáng sắp xếp một bữa ăn, ít nhất là một bữa. Còn nhiều được mỗi ngày thì càng tốt. Có bữa ăn gia đình là quan trọng lắm. Ăn cái gì không có quan trọng, ngon dở không quan trọng, mà phải ngồi cùng với nhau. Chứ còn mà bận rộn thì bận, chứ còn không có cái vụ mà một đứa mà ngồi ăn tô rồi ôm cái tivi á, rồi đứa ngồi bắn cái game mà vừa ăn vừa chơi, là cái chuyện đó là Ngọc Ánh không bao giờ để cho con nó làm cái chuyện đó hết á. Nó muốn coi tivi thì nó có giờ coi tivi, còn lên cái bàn ăn là phải lên cái bàn ăn family time. Không có được mà đứa ngồi cái ôm cái tivi ha. Rồi ăn không biết mình ăn gì nữa, cứ bất bỏ miệng đại, không biết ăn gì, hỏi ngon dở đâu biết, tại mê coi tivi rồi. Thành ra gán sắp xếp cái múi giờ là giờ ăn nửa tiếng cũng được, không cần hai tiếng đâu. Cuối tuần thì mình tiệc tùng mình ăn lâu, vừa ăn vừa tâm sự. Còn những cái ngày bình thường từ thứ hai thứ sáu, từ thứ hai tới thứ năm ở Mỹ này là cái giờ nó giống như là bị trong cái khung giờ mà robot nó rượt mình vậy đó, không chạy ra khỏi luôn á. Bây giờ Ngọc Ánh xào nãy giờ nó săn rồi ha. Đây, cái nồi nước bên đây bây giờ nó cũng sôi lên rồi nè ha. Cái nồi nước này là nồi nước dừa với lại nước lạnh Ngọc Ánh pha háp hành háp, đun sôi lên rồi. Bây giờ gà mà đang sôi, nó đang ở cái nhiệt độ nóng vậy, mình bỏ nó qua đây luôn. Gà mà mình xào với bơ nó thơm dữ lắm luôn á.
Hấp dẫn không? Đừng có đổ nguyên cái chảo vô nha. Trong đây tại vì cái dầu này nó nóng á, rồi thêm cái nước nó đang sôi mà mình đổ vậy á, mà nó tai nạn nó xảy ra là coi như nó accident một cái là coi như tùm lum tùm la luôn á. Nên mình cứ từ từ, không có gấp. Vô trong bếp có thấy vậy chứ nó rất là nguy hiểm á. Nhỏ quá vô bếp cũng không được, mà lớn tuổi quá vô bếp cũng không được. Retire. Con nít thì cũng không có cần. Tùy theo món. Safety, safety là number one ha. Nhiều khi không có cẩn thận là nó đó, thấy không? Khi mà mình cho nó vô trong cái lúc nước sôi luôn vậy nè, cái thịt của mình nó không có bao giờ bị bở chân á. Mình nấu cà ri cũng được, nấu bò kho kiểu này cũng được luôn. Mình không cần phải dùng cái nồi pressure cook hay cái nồi instant pot. Ngọc Ánh không có thích mấy cái máy móc đó. Tại vì nó sao sao đâu, nó không có hiệu quả với Ngọc Ánh. Ngọc Ánh không thích. Nên mình cứ làm vậy nè, nó hơi truyền thống một tí. Nhưng mà nó rất là ngon. Đó. Mình nấu ăn á, dục tóc bất đạt. Nhiều khi cái gì mình cũng muốn nhanh 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 hết á. Hễ mà gấp quá thì đi ăn mì gói là sướng nhất. Chứ còn nấu ăn á, là nó một trình tự, một process mà cái gì cũng phải cho nhanh. Ai mà muốn nhanh gọn lẹ thì ăn mì gói. Bánh mì Maichi xịt chấm nước tương là xong. Chiên trứng. Chứ còn nấu mấy cái đồ món này á, là nó bài bản lắm. Mình không có shortcut được. Như vậy nó mới ăn ẩm thực là một nghệ thuật. Ăn uống là một nghệ thuật. Đúng không? Ăn uống là một nghệ thuật. Đó, bây giờ không có gì mà phải vội vã hết. Ăn uống là nghệ thuật. Thông thả, enjoy. Đó. Mình là cái chảo nó còn nóng nè. Mình xào sơ qua vậy. Cái cà rốt của mình đó, nó có dầu vô, nó nóng vậy nè. Cái miếng cà rốt của mình nó rất là thơm. Thơm lắm. Đây, phải đậm đà ha, phải có muối. Muối. À, cá không ăn muối, cá ương con cải cha mẹ chăm đường con hư. Muối, phải có muối. Muối cho nó đậm đà. Mà cái cà rốt này á, khi mà mình xào ra vậy á, nó thơm, nó thấm á. Rồi cái mình nấu á, nó rất là ngon. Nó ra cái màu. Đó, đẹp lắm. À, không cần cái dùng dầu điều đâu. Hớt bọt, bỏ vô luôn. Transfer nó vô. Cái cà rốt mà mình sắc như vậy á, nhìn nó màu đẹp dễ sợ. Thay vì mình cầm dao mình sắc thì nó ra có một sớ. Còn mình dùng cái đồ chặn mà tỉa hoa đó, nó ra hình này hình kia, nhìn nó giỡn sánh đẹp ghê. Ăn hoài một món gì mình cũng ớn ha. Mình phải thay đổi ha. Đầu bếp thấy vậy chứ mà sáng tạo lắm á. Không có. Bây giờ cái tô nấm rơm này nè. Đó, ngon chưa? Như đây Ngọc Ánh mua cũng nhiều quá. Đó, bỏ nó vô sơ sơ đi. Mình cho nó vô cái mùi tỏi, mùi gì nè. Đó. Rất là thơm. Cái mùi bơ trong đây, cái chảo nó còn dính à. Sao gì mình đổ bỏ gì nó ổn. Nó hành rồi nó ra thơm vậy. Đó. Một hồi mà gà gần chín xong rồi bắt đầu mình mới bỏ nấm rơm vô. Tại nấm rơm này mình không có cần phải bỏ vô lâu, bỏ vô là tắt bếp liền thôi. Nấm rơm á, nhiều khi trong cái nhà hàng Mỹ mà mình đi ăn salad á, salad bo đồ đó, nấm rơm này người ta ăn sống được mà, mình cắt mỏng ra là ăn sống được, nên đâu có cần phải nấu quá chín. Nó nấu quá chín nó teo lại hết trơn. Mà nấm rơm ở Mỹ này còn mắc hơn thịt nữa đó, không phải rẻ đâu. Nấm rơm rất là tốt cho cơ thể của mình, cái nó có cái hệ thống miễn nhiễm rất là tốt. Cái gì mà bán mắc là có lý do hết á, không có tự nhiên mà nó bán mắc rồi. Bây giờ cái sauce này Ngọc Ánh đã xào hồi nãy rồi ha. Mình không có cần phải xào chung nữa, tại vì khi mà mình xào chung với thịt gà trên bếp á, Ngọc Ánh sợ nó bị khét cái chảo, nó rối lên ha. Mình xào như vậy xong bây giờ mình bỏ vô vậy nè. Đó, mà mình đã xào rồi thì mình không có sợ, nó rất là thơm. Còn nếu mà mình không có khử mùi hành phi tỏi phi rồi trong đây á,
thì mình sợ nó không có thơm đó. Nhưng mà không có bỏ tỏi vô trong cái đây xào là tại vì mình nấu cái này mà bánh đã ướp trong cái gà rồi đó. Nấu bánh xài 3 hũ best tomato best sauce chứ, sauce là loại lỏng hơn, còn best là nó đặc hơn. Ngon chưa? Nấu vậy là đủ ăn được cũng 10 tô ha. Ăn một cử dinner xong rồi dư là được một phần ăn sáng. Nhiều khi mình nấu không có cần phải nấu đúng exactly là đúng mấy phần ăn ha. Sáng thức dậy mình không có cần phải lo cái cử ăn sáng, là đồ ăn đã có cho cử ăn sáng. Rồi bắt đầu mình, tụi nhỏ nó dậy nó học xong rồi mình lăn sang mình đi lo đồ ăn để nấu cho cử chiều. Cũng phải nấu gói đầu đó, chứ không phải là vừa ra cái là có fresh meal liền đâu. Ở đây mình có cái tủ lạnh, mình phải sử dụng cái tủ lạnh, tận dụng hết. Có freezer thì đôi khi ướp để sẵn hết, lôi ra xả đá là nấu đó. Cái gì? Tận dụng hết. Rồi xong hết rồi đó. Bây giờ khi nào mà nó gần chín rồi đó là Ngọc Ánh chỉ nêm sơ lại nữa thôi. Tại thịt mình đã ướp rồi, rồi cái sauce cà chua nãy Ngọc Ánh cũng đã xào, ướp xí đường, xí muối, xí bột ngọt rồi. Bột ngọt mình xài bột ngọt nấm. Để ít thôi, đừng để nhiều. Cái này mình không có cần phải nêm nước mắm hay nước tương gì hết. Tại cái này là đồ Tây ha, đồ Tây thì không ăn nước mắm ha. Mình bớt bớt muối lại, nếu mà ai mà cảm thấy muốn ăn mặn thì hồi làm chén một chén muối tiêu chanh á để mình chấm theo lối mình ăn ragu á. Rồi khi mình trang trí thì mình sẽ để ngò tươi lên rồi thêm một khúc bánh mì. Thế là xong, gà nấu nấm y chang như mình nấu ragu. Còn mình nấu ragu thì mình có đậu bí bo, mấy cái hộp nhỏ mình bỏ vô. Nhưng mà thôi, bữa nay chủ yếu mình bỏ nấm, hồi nãy mình sẽ không bỏ mấy cái thứ đó. Còn khi nào mà nó gần chín rồi thì mình sẽ bỏ củ hành nè, củ hành tây nè với nấm rơm vô, rồi là mình tắt bếp ha. Bây giờ thôi, nó còn cũng phải 20 phút nữa mới chín thôi. Ngọc Ánh ốp cái like. Thank you for watching, see you later. Gà nấu nấm ngon tuyệt vời ăn mặt trời luôn, ngon ngất ngay gà tây luôn, bảo đảm là hết sảy con bà bảy á. Bye bye, see you next time.